Mua đồ cho rái cá ăn á, là phải mua luôn cả đồ phóng sanh nữa. Con tắc kè mà nó kinh. Trời ơi, cái con kỳ nhông gì mà nó cũng sợ. Oh man. Cảnh mọi người đang xem là nước sông trong rừng ngập mặn, mà một cái nhà máy nào đó nó đang thả chất độc ra. Hoặc là đây là nước thải từ phân chuồng, người ta thải sẵn ra sông nên nước nó như vậy, nó có màu như vậy. Khi mà khu đô thị mọc lên dần quen sông thì người ta sẽ sẵn tay thả những cái thứ bẩn ra sông, rác rến người ta cũng thả xả ra sông mà không cần vứt rác đúng nơi quy định, bởi vì tất cả thả ra sông là nó đi ra biển. Cái màu nước này là đang có bị nhiễm những cái chất bẩn ô nhiễm. Rồi bây giờ mình xin phóng sanh giải cứu những loài vật này, hồi hướng công đức cho những ai xem cái video này thức tỉnh. Có người nhà đang làm cái nghề đánh bắt cá hay là nghề sống ven sông này á, thì nên làm những cái việc đừng có gây hại cho thiên nhiên động vật nữa. Và nếu mà có đánh bắt hải sản thì đúng cách. Hôm nay hồi hướng cái công đức của việc phóng sanh đúng cách này, giải cứu những loài vật trong tự nhiên trở về với môi trường của nó, cho mọi người thức tỉnh, bảo tồn rừng ngập mặn, đừng hại rừng ngập mặn nữa. Con cua này hôm nay lạ vậy ta? Ồ, thằng này nó lạ nha anh em. Lâu rồi chưa thấy con cua nào lạ. Những cái con này gọi là flipper, gọi là còng, mà trong còng nó có hơn 600 loài ở trong rừng ngập mặn đó, nên mình thấy được nhiều. Còn con này là con horseshoe crab. Là con gì đó, chân ngựa, móng ngựa, cua móng ngựa, là con sam. Này con cúm. Con này là thuộc dạng còng, còng gió đây. Đấy, cúm, cúm. Ok. Chúng sanh quy Phật không đọa địa ngục, chúng sanh quy Pháp không đọa ngã quỷ, chúng sanh quy Tăng không đọa súc sanh, chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi, chúng sanh quy Tăng rồi, tiêu trừ nghiệp chướng khổ, gieo duyên được với Đức Phật. Dù sống hay chết gì thì cũng thoát khỏi biển khổ sớm thôi ha. Rồi vậy đi, phóng sanh hết rồi đó. Rồi, đi về thôi. Rác thải ô nhiễm môi trường, gây hại cho tương lai trẻ em. Đây, vứt rác thải nhựa, đây là ý thức của mọi người. Mình cố gắng lụm mà lụm hoài cũng không hết. Thôi mọi người sống ở đây, mọi người lụm đi. Mình không còn rảnh rỗi như vậy, thời gian không còn dư dả như vậy. Rác của người nào người đó tự thu hủy. Rồi, hy vọng nhà nước sớm có những biện pháp để bảo tồn rừng ngập mặn. Tôi cũng đang đợi coi điều đó.